Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép được cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Xét nghiệm sàng lọc cộng đồng phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, huyện Vị Thủy tạm thời phong tỏa 2 khu. Liên quan đến trường hợp 4 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2 qua lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng để tầm soát dịch COVID-19 vào ngày 16 tháng 8. Trong sáng ngày 17 tháng 8, ngành chức năng huyện Vị Thủy đã tạm thời phong tỏa bước đầu hai khu vực trên địa bàn, đoạn từ cầu Lò Heo đến nhà ông Hồ Chí Hiếu dài 400m với 38 hộ và 177 khẩu, và đoạn đường từ nhà ông Đặng Văn Thông đến nhà ông Trần Quân Tấn dài 150m với 19 hộ, 82 khẩu. Hai khu vực tạm thời phong tỏa này ở thị trấn Nàng Mau. Các trường hợp nghi nhiễm trên cư trú tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Hai trong số nghi nhiễm này có đến chợ Nàng Mau, Bách Hóa Xanh cùng một số cơ sở mua bán khác gần nhà. Cũng trong sáng nay 17 tháng 8, ngành chức năng huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ người dân tại hai khu vực đang tạm thời phong tỏa nói trên. Công tác này đang được triển khai khẩn trương để tiếp tục tầm soát dịch COVID-19, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi điều trị nếu có. Việc qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng phát hiện những trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã nằm trong sự tính toán của tỉnh, do đó người dân không nên hoang mang, lo lắng. Ngành chức năng lưu ý mọi người tiếp tục thực hiện tốt các quy định giãn cách xã hội, thực hiện tốt thông điệp 5K và phối hợp phòng chống dịch khi có yêu cầu, sẽ góp phần khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Trước đó, trong ngày 16 tháng 8, 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng loạt thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng. Kết quả, thực hiện xét nghiệm test kháng nguyên được 6.186 mẫu, gồm 3 người trên test kháng nguyên, và xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật ATPCR ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng để đánh giá mức độ nguy cơ dịch COVID-19 sẽ tiếp tục thực hiện trong ngày hôm nay, 17 tháng 8. Trong đó, thị xã Long Mỹ báo cáo đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm này đầu tiên trong tỉnh. Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ dân ở hai khu vực tạm phong tỏa tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy sáng ngày 17 tháng 8. Như vậy, nhờ xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đã phát hiện được 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. 4 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2 qua lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng để tầm soát dịch COVID-19 vào ngày 16 tháng 8. Trong sáng ngày 17 tháng 8, ngành chức năng huyện Vị Thủy đã tạm thời phong tỏa bước đầu hai khu vực trên địa bàn. Xin nhắc lại bà con luôn, đó là đoạn đường từ cầu Lò Heo đến nhà ông Hồ Chí Hiếu dài khoảng 400m với 38 hộ và 177 khẩu. Đoạn đường từ nhà ông Đặng Văn Thông đến nhà ông Trần Văn Tấn dài 150m với 19 hộ với 82 nhân khẩu. Hai khu vực tạm phong tỏa này ở thị trấn Nàng Mau. Các trường hợp nghi nhiễm trên cư trú tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Hai trong số nghi nhiễm này có đi chợ Nàng Mau, Bách Hóa Xanh cùng một số cơ sở mua bán khác gần đó. Như vậy thì ngày hôm nay ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối toàn bộ khu vực người dân trong khu vực phong tỏa. Tiếp theo bản tin, đó là chia sẻ về vùng xanh. Nên hiểu sao về vùng xanh? Nhiều người chia sẻ hiện nay không rõ toàn tỉnh nơi nào là vùng xanh, nơi nào vùng vàng. Với những địa phương đã thiết lập bảo vệ vùng xanh thì có phải đã là xanh? Hiểu thế nào về vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ? Đánh giá vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ theo quy định nào? Hậu Giang đang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với tỷ lệ 5% dân số tại địa bàn vùng xanh, 10% vùng vàng làm cơ sở để công nhận nơi nào xanh và nơi nào chưa xanh. Như vậy, sau khi việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng theo tỷ lệ phần trăm được thực hiện sẽ là cơ sở để công nhận vùng xanh. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và tổ công tác Bộ Y tế trong các đợt làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh, căn cứ tình hình dịch bệnh, số trường hợp nhiễm trong cộng đồng và đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 theo quy định, Hậu Giang là địa phương bình thường mới, đồng nghĩa toàn tỉnh là vùng xanh. Vậy quy định nào đánh giá điều này? Vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ là những khái niệm đánh giá mức độ nguy cơ trước dịch COVID-19, tương ứng với bình thường mới, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Cụ thể, theo quy định 2686 của Bộ Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19, ban hành ngày 31 tháng 5, 2021. Đối với các cấp xã thuộc diện nguy cơ, vùng vàng, có bệnh nhân COVID-19 xác định được nguồn lây trong cộng đồng hoặc có người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, người đi về từ vùng dịch trong nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ dân sinh, bệnh viện,
có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc liền kề với xã hoặc địa bàn nguy cơ cao và có điều kiện qua lại thuận tiện, hoặc có nguy cơ xâm nhập cao từ nhập cảnh trái phép và cách ly nhiều. Đối với cấp huyện được xác định vùng vàng khi trong vòng 14 ngày số F0 xác định được nguồn lây với tỷ lệ 1 trên 100 ngàn người, hoặc có xã ở mức độ nguy cơ rất cao hoặc 20% xã có nguy cơ cao hoặc 30% xã có nguy cơ cao. Với cấp tỉnh, nếu là vùng vàng khi trong vòng 14 ngày số F0 xác định nguồn lây vượt tỷ lệ 1 trên 100 ngàn, hoặc có từ 20% số xã ở mức độ có nguy cơ cao hoặc 50% số huyện có nguy cơ, hoặc 30% số huyện có nguy cơ cao, hoặc có từ 2 huyện có nguy cơ rất cao. Nếu cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh không thuộc vùng những yếu tố kể trên thì sẽ là bình thường mới, gọi là vùng xanh. Còn nguy cơ cao, vùng cam và nguy cơ rất cao, vùng đỏ thì có nhiều yếu tố dịch tễ liên quan, trong đó có bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây COVID-19 khó kiểm soát, nguy cơ lây lan nhanh, có ổ dịch lớn. Như vậy, theo các mức đánh giá trên thì tỉnh Hậu Giang không thuộc diện nguy cơ cao, vùng cam và nguy cơ rất cao, vùng đỏ mà sẽ là bình thường mới, vùng xanh. Đối với các tỉnh, trong đó có một số ít địa phương thuộc tỉnh sẽ là vùng vàng. Hiện toàn tỉnh thiết lập 7 vùng cách ly y tế, trước đó tại 5 xã, 1 phường có ghi nhận ổ dịch COVID trong cộng đồng. Tại sao thiết lập bảo vệ vùng xanh vẫn giãn cách xã hội? Mới đây, thành phố Vị Thanh đã ra một thông báo khiến dư luận chú ý liên quan đến tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 7 ngày, trong khi trước đó địa phương này đã thiết lập bảo vệ vùng xanh toàn thành phố. Trao đổi với báo Hậu Giang sáng ngày 16 tháng 8, xoay quanh vấn đề Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành thông báo 123 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố 7 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 8. Theo chỉ thị số 08 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh cho biết, theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố sẽ xét nghiệm sàng lọc sách COVID-2 theo tỷ lệ hộ gia đình như quy định để làm căn cứ để đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh công nhận là địa bàn bình thường mới, vùng xanh. Trước đó, thành phố đã có kế hoạch thiết lập bảo vệ vùng xanh là căn cứ thực tế về tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh là giữ vững vùng an toàn trước dịch COVID-19, chứ chưa được công nhận chính thức là vùng xanh. Việc ra thông báo này cũng nhằm quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giúp công tác tầm soát, khoanh vùng, đưa F0 ra khỏi cộng đồng nếu có, để giữ vùng xanh thành phố. Khi được tỉnh công nhận vùng xanh thì thành phố sẽ có kế hoạch thực hiện vùng xanh theo mục 2.1. Đối với địa bàn đã thiết lập vùng xanh theo công văn 1532 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tình hình mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 15 tháng 8. Chỉ đạo tại cuộc họp mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhấn mạnh, sau khi xét nghiệm sàng lọc theo tỷ lệ phần trăm đối với vùng xanh, vùng vàng, toàn tỉnh sẽ là cơ sở để công nhận nơi đâu là vùng xanh. Như vậy, sau ngày 16 và 17 tháng 8, khi toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm cộng đồng theo tỷ lệ phần trăm, người dân ở các địa bàn cùng kết quả các yếu tố điều tra dịch tễ khác, việc công nhận vùng xanh, vùng vàng dự kiến được công bố. Dù có lấn cấn về vùng xanh trong suy nghĩ của nhiều người, nhưng phải nhấn mạnh là Hậu Giang đã nỗ lực quyết liệt trong thực hiện bảo vệ vùng xanh an toàn trước dịch COVID-19. Phòng chống dịch dù có những sự lúng túng bước đầu, nhưng vì đây là công tác chưa từng có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên rất cần sự chung tay chia sẻ góp sức của cộng đồng để cùng nhau xây dựng cuộc sống bình thường mới. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.